Quý vị và các bạn, mưa to cục bộ vẫn tiếp tục được cảnh báo cho khu vực Bắc Bộ, trong khi đó, Nam Bộ lại đang có dấu hiệu giảm mưa, tăng nắng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thay vì bầu trời nhiều mây và có lúc có mưa bất chợt thì ngày hôm nay mây tan nhanh và nắng rát. Nhiệt độ bởi vậy mà cũng tăng 3 độ so với cùng thời điểm của ngày hôm qua, hôm nay lên mức nắng nóng 35 độ. Dự báo nắng nóng cục bộ sẽ còn xuất hiện trong 3 ngày tới ở Nam Bộ ngay trong ngày mai, ngoài thành phố Hồ Chí Minh thì còn có Đồng Phú, Thủ Dầu Một và Biên Hòa cũng 35 độ. Các nơi khác mức nhiệt dao động từ 32 đến 34 độ. Thời gian mưa không chỉ ngắn lại về chiều tối, mà diện mưa ngày mai cũng sẽ giảm xuống. Dự báo chỉ còn xảy ra chủ yếu là ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Một vài nơi vẫn sẽ có thể mưa lượng khá. Với miền Bắc, dự báo trong hai ngày tới vẫn tiếp tục có mưa rông. Thời gian mưa chủ yếu là chiều tối và đêm. Ở vùng núi và khu Đông Bắc sẽ có những nơi mưa với lượng từ 25 đến khoảng 50 mm. Những nơi nằm trong vùng màu xanh lá như ở Quảng Ninh hay là tại Sơn La, Điện Biên và Lai Châu thì có thể mưa trên 80 mm trong 24 giờ. Lốc, sét, gió giật mạnh hay là sạt lở đất, ngập úng vẫn có nguy cơ sẽ xảy ra. Đối với thủ đô Hà Nội hay là các nơi khác ở vùng đồng bằng thì sẽ có mưa với lượng nhỏ. Dù là không mưa cả ngày, thế nhưng mây ẩm sẽ giúp cho miền Bắc duy trì tiết trời mát mẻ và dễ chịu trong suốt cả ngày mai. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp các nơi khác sẽ trong khoảng từ 29 đến 32 độ, riêng Hòa Bình trời nắng 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, tại huyện đảo Hoàng Sa sẽ có mưa vài nơi, gió là khoảng cấp 3, cấp 4 vào ngày mai, tầm nhìn xa trên 10 km. Với huyện đảo Trường Sa thì sẽ có mưa rông rải rác, đi kèm nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm còn bây giờ sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai